Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ du lịch trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới. Theo đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh để xử lý theo quy định, chỉnh trang đô thị, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị cho sự kiện Cà Mau điểm đến 2024. Quản lý giá cả, chất lượng dịch vụ, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa khô. Nếu như Cà Mau đang sôi nổi chuẩn bị nhiều hoạt động để chào đón dịp lễ sắp tới, thì tại Đồng Tháp cũng nhộn nhịp không kém. Nối tiếp thành công của lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2022, năm nay Đồng Tháp sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ hai vào tháng 5 tới. Để phát huy giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen, thời điểm này thì tại huyện Tháp 10, một trong những địa phương có diện tích trồng sen lớn nhất Đồng Tháp, đã phát động nông dân trồng sen để hưởng ứng và phục vụ lễ hội. Cánh đồng ấp 1 xã Mỹ Hòa chuẩn bị thu hoạch lúa. Dự kiến sau thu hoạch, bà con sẽ phối hợp với ngành nông nghiệp huyện Tháp 10 tiến hành trồng sen để phục vụ lễ hội và phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Các cái đơn vị mà như lúa này trồng trở lại mà để trồng sen á thì nó cũng chèm sang mới này cũng khoảng tháng rưỡi đều có bông hết. Như là phục vụ cái lễ hội rất tốt. Chuẩn bị cho lễ hội sen sắp tới, doanh nghiệp này cũng tập trung chăm sóc cho vùng nguyên liệu sen 22 ha. Sen được chia ra nhiều đợt xuống giống để phục vụ cho nhu cầu của du khách. Du khách tới đây thì sẽ được trải nghiệm được tất cả những cái sắc thái của sen, những cái giai đoạn sen đang trưởng thành, sen đang nở rộ và một số là đang thu hoạch gương, một số sen đang già. Hiện nông dân huyện Tháp 10 đã mở rộng diện tích trồng sen tại các khu điểm du lịch, vùng chuyên canh hay vùng canh tác lúa kém hiệu quả. Đến nay đã có hơn 110 hectare sen được trồng. Ngoài cái việc trồng sen để trang trí phục vụ lễ hội thì huyện cũng đã kêu gọi các cái công ty doanh nghiệp đến địa bàn để mà ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sen cho các hộ trồng sen nhằm phát triển cái ngành hàng sen bền vững trong cái thời gian tới. Sự kiện lần này không chỉ tôn vinh sen Đồng Tháp mà còn phát huy giá trị văn hóa, kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Song song đó, nhằm tạo thêm nét đẹp cho đô thị và chào mừng lễ hội sen Đồng Tháp nói trên, những bè hoa sen khổng lồ được trồng trên rạch Cái Sơn ở phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đồng loạt khoe sắc, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho dòng kênh này. Với nhiều sắc màu và chủng loại, tại đây có khoảng 38 chiếc bè hoa sen được trồng với chiều dài khoảng 1.200 m từ cầu Cái Sơn 1 đến cầu Đốt. Bè hình chữ nhật dài hơn 5 m, bè hình tròn có đường kính 3 m. Đơn vị chăm sóc cây xanh đang tiếp tục chăm sóc để sen phát triển tươi tốt và nở hoa nhiều hơn để hướng tới lễ hội sen Đồng Tháp được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng những khu di tích lịch sử ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn còn lưu giữ lại những chứng tích, hiện vật như một minh chứng cho ý chí chiến đấu quật cường của dân tộc. Và một trong số đó chúng ta không thể không nhắc đến nhà tù Phú Quốc, một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nằm trên địa bàn phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây không chỉ là địa điểm tham quan nổi tiếng đón hàng triệu khách mỗi năm, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nhà tù Phú Quốc còn có tên gọi khác là nhà lao cây dừa, được xây dựng từ năm 1953 và tồn tại đến năm 1973. Có diện tích khoảng 40 hectare với gần 500 nhà giam. Nơi đây được coi là địa ngục trần gian, từng giam cầm gần 40.000 tù binh, phần lớn là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ dân chính đảng và người dân yêu nước, khoảng 4.000 người đã ngã xuống nơi đây. Qua tìm hiểu và nghe giới thiệu về những hình thức tra tấn, dã man, tàn khốc của kẻ thù đối với những người chiến sĩ cách mạng, tôi thực sự xúc động và nể phục trước tinh thần kiên trung, bất khuất và không lùi bước của các chiến sĩ. Chúng ta may mắn được sống trong thời bình, nơi mà trẻ em được cặp sách đến trường, nơi mà người lớn được thỏa sức lao động để phát triển kinh tế, thì có được những mục tiêu tốt đẹp đó là nhờ công ơn chiến đấu quên mình của các anh, các chú đi trước.
Bên cạnh việc tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho chiến sĩ mới tại đơn vị, những hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa trực quan như thế này còn giúp bộ đội hiểu hơn về lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới thông qua những hoạt động như thế này được đơn vị chúng tôi thường xuyên tổ chức. Điều này đã mang lại hiệu quả thiết thực, bồi đắp tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước cho bộ đội. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chứng tích hiện vật còn lưu lại tại nhà tù Phú Quốc vẫn còn mãi với thời gian, khẳng định ý chí bất khuất, kiên cường, dũng mãnh của quân và dân ta. Đây là minh chứng lịch sử hào hùng của dân tộc, là nguồn sức mạnh to lớn, động viên thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước truyền thống cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một thông tin liên quan đến những công trình giao thông trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết, dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 dự kiến sẽ khởi công vào tháng 7 năm 2024. Theo đó, để đảm bảo các điều kiện khởi công dự án, hiện ban quản lý dự án đang phối hợp với các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Và trong thời gian tới thì đơn vị cũng sẽ tập trung triển khai các công việc liên quan đến công tác thiết kế, xây dựng, triển khai sau thiết kế, ra phá bơm mìn, kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công xây dựng. Dự án thành phần 2 dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 11,43 km. Khoảng 20.000 hộ dân ở vùng nông thôn của tỉnh Sóc Trăng có nguy cơ bị thiếu nước sạch sinh hoạt. Điều này xuất phát bởi những ảnh hưởng xâm nhập mặn sâu với nồng độ cao kèm theo hạn hán kéo dài cũng như là nước bốc hơi nhanh. Thời gian qua thì tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực để triển khai nhiều công trình dẫn nước sinh hoạt cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đã hỗ trợ tích cực cho bà con mua dụng cụ chứa nước. Trong trường hợp khẩn cấp không thể tìm được nguồn nước tại chỗ thì địa phương sẽ triển khai xe bồn chở hoặc là bơm dẫn nước từ đường ống mềm từ trạm đến các điểm cộng đồng. Trước đó thì công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng đã đề xuất xây dựng nhà máy nước mặt quy mô 110 ha, công suất là 200.000 mét khối một ngày đêm để phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Có thể nói thì trước tình hình thiếu nước như hiện nay, đòi hỏi các cấp chính quyền tại mỗi khu vực bị ảnh hưởng phải có những giải pháp thiết thực để hạn chế phần nào những khó khăn cho bà con. Điển hình như là tại Tiền Giang, 62 giòi nước công cộng đã được mở tại các huyện phía đông của tỉnh để phục vụ người dân lấy nước sử dụng miễn phí. Cụ thể, tại huyện Gò Công Đông mở 52 giòi, huyện Tân Phú Đông mở 7 giòi và huyện Gò Công Tây mở 3 giòi. Bên cạnh các giòi nước công cộng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang còn trang bị vận chuyển 63 bồn chứa nước cấp nước miễn phí cho nhân dân tại một số khu vực thiếu nước cuối nguồn có nhu cầu lấy nước và để lên xe vận chuyển nước đến nơi sử dụng để cấp nước miễn phí cho nhân dân các khu vực cuối nguồn bị thiếu nước. Trong thời gian tới, nếu tình hình hạn hán xâm nhập mặn kéo dài, công ty cấp nước Tiền Giang sẽ thực hiện cấp nước theo ngày, theo khu vực để đáp ứng nhu cầu dùng nước cho người dân. Còn trên lĩnh vực y tế, trong tháng vừa qua cũng là tháng cảnh báo nắng nóng tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhân đột quỵ nhập viện tại bệnh viện thành phố Thủ Đức đã tăng lên khoảng từ 10 đến 15%. Mặc dù nắng nóng không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng đó cũng chính là yếu tố nguy cơ kết hợp dễ làm cho bệnh nhân bị đột quỵ hơn, đặc biệt là nhóm lao động làm việc ngoài trời. Theo đó, thời gian tiếp xúc với nắng nóng kéo dài, đặc biệt trong khoảng từ 10 giờ đến 16 giờ chiều và người lao động không có thời gian nghỉ ngơi, dễ gây tình trạng mất nước, rối loạn nước, điện giải. Với những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, càng dễ tăng khả năng bị đột quỵ. Khi mà bệnh tiếp xúc nắng nóng kéo dài mà không có được bổ sung nước lại phù hợp thì bệnh nhân dễ bị giảm cái thể tích nội mạch, làm cho máu dễ quánh và dễ tạo cái cục máu đông vào trong mạch máu, ảnh hưởng tới cái hệ điều tiết nhiệt của thần kinh trung ương. Nó khiến cho cái huyết áp của bệnh nhân nó có thể không ổn định, làm cho bệnh nhân dễ bị tăng huyết áp đột ngột. Cái thứ ba, nó làm cho cái hệ thống tim mạch của bệnh nhân hoạt động nó không hiệu quả, nó làm giảm cái tưới máu tới các cái cơ quan quan trọng như là não bộ. Theo chia sẻ của bác sĩ, để giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ, người lao động cần bồi hoàn nước, điện giải đầy đủ, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, tăng cường bổ sung trái cây, các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý sau thời gian dài làm việc ngoài nắng nóng.
Bên cạnh đó, cần nhận biết dấu hiệu cũng như cách xử trí khi phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ. Mình rất là dễ mà nhầm lẫn giữa cái sốc nhiệt do nắng nóng hoặc là cái say nắng với lại cái đột quỵ. Vì vậy cho nên là cái thứ nhất là mình không được bỏ qua các cái dấu hiệu báo động của đột quỵ. Đó là các cái dấu hiệu FAST, đó là bao gồm là bệnh nhân méo miệng nói khó, yếu tay chân. Bên cạnh đó, đối với bệnh nhân có tình trạng say nắng, nên cho bệnh nhân nằm nghỉ ở những nơi mát mẻ dưới 28 độ C, chườm mát, chườm nước, uống bù nước điện giải khi bệnh nhân tỉnh táo hơn và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Tin chúng tôi vừa cập nhật, khoảng 20 giờ tối qua, người dân sống gần cầu chữ Y, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đám cháy bùng phát tại một nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển. Đám cháy nhanh chóng bao trùm và lan rộng sang một khu vực rộng lớn. Nhiều người dân cho biết đám cháy bao trùm cả một dãy nhà nơi chuyên kinh doanh đồ gỗ. Và đám cháy nằm ven kênh Tàu Hủ Bến Nghé nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng cả cano chuyên dụng để phun nước vào đám cháy. Một đoạn đường Phạm Thế Hiển qua khu vực xảy ra cháy được phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn phục vụ công tác chữa cháy. Khoảng một tiếng sau, đám cháy đã được cơ bản khống chế. Lính cứu hỏa sau đó tổ chức phun nước vào khu vực hỏa quạng để làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh và dập lửa cháy. Rất may là không có thương vong về người. Hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai bị lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên của bà Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Về vụ việc này thì bước đầu các cơ quan chức năng báo cáo nhóm lừa đảo dùng công nghệ cao và xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật, nói bà chủ tịch huyện Nhân Trạch dính dáng đến pháp luật. Sau đó thì nhóm này đã yêu cầu bà mở tài khoản để chuyển tiền rồi xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Giang Hương. Cơ quan điều tra xác định bà Giang Hương bị nhóm lừa đảo lấy hơn 171 tỷ đồng. Hôm qua, kiểm tra một khách sạn có địa chỉ tại phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, công an địa phương đã bắt quả tang 5 thanh niên từ 17 đến 18 tuổi đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 3 nữ và 2 nam ngụ tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Khi công an ập vào, các đối tượng vừa sử dụng ma túy xong. Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với ma túy đá và ma túy tổng hợp. Lực lượng đã thu giữ nhiều dụng cụ liên quan và bàn giao cho công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cảnh sát Myanmar vừa bàn giao 352 công dân Trung Quốc trong số 807 nghi phạm liên quan đến lừa đảo viễn thông xuyên biên giới hôm 31 tháng 3. Theo Tân Hoa Xã, đây là lần đầu tiên cảnh sát hai nước đã phối hợp thực thi pháp luật chung tại khu vực phía bắc Myanmar. Và ngoài các nghi phạm Trung Quốc đã được Myanmar bàn giao, thì 455 người còn lại là công dân Myanmar. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính, điện thoại di động, các kịch bản lừa đảo cùng nhiều công cụ khác. Không thể thiếu những cập nhật về tình hình thời tiết trong mỗi chương trình miền Tây hôm nay của chúng tôi, nhất là khi nắng nóng hầu như đang bao trùm toàn Nam Bộ. Chào ngày mới chị Hồng Quyên, không biết là hôm nay thời tiết ở Cần Thơ có còn nóng như hôm qua nữa không chị? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dự báo ngày hôm nay thì mức độ nóng ở Cần Thơ cũng tương đương so với ngày hôm qua. Nhiệt độ giữa trưa thì vẫn ở trong ngưỡng là khoảng 34 độ C. Cảm giác nóng sẽ kéo dài từ khoảng 11 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều. Cộng với đó là độ ẩm trong không khí khá thấp, khoảng 53%. Nó mang tới cho chúng ta một cái cảm giác là trời khô nóng. Tuy nhiên thì ngày hôm nay ở Cần Thơ vẫn chưa phải là nơi nóng nhất đâu. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những nơi khác còn có mức nhiệt cao hơn như tại Châu Đốc, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long và Vị Thanh, mức nhiệt là khoảng 35-36 độ C. Còn các nơi khác của khu vực miền Tây Nam Bộ, mức nhiệt khoảng 33-34 độ C. Độ ẩm trong không khí thì hầu hết là đều dưới 60% và trời oi bức. Cộng với khô như thế này thì mang tới một cảm giác khó chịu. Vì thế cho nên là nhiều trẻ em hay rủ nhau ra ao, hồ, tắm để giải nhiệt và nguy cơ xảy ra tình trạng đuối nước cũng rất là cao. Vì vậy cho nên là các bậc phụ huynh cần phải giám sát trẻ, không cho trẻ đi tắm, đi bơi ngoài sông suối. Nhà nào mà chúng ta gần ao và hồ thì cần phải làm cửa chắn và rào quanh nhà. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải lấp kín các hố và rãnh sâu sau khi mà đã sử dụng. Còn đối với đảo Ngọc Phú Quốc, ngày hôm nay thì trời cũng nắng khá mạnh và nóng với mức nhiệt là khoảng 33 độ C. Tối và đêm,
là thời điểm mát nhất ở trong ngày khi mà nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 27 độ C. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Khu vực từ Bình Thuận cho tới Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang dự báo là thời tiết tốt khi mà gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng không vượt quá 1 m, an toàn cho các hoạt động hàng hải.